Thứ tư tuần sau, ngày 22 là sinh nhật của thằng heo. Thứ hai thì nó lên xe, nó đi Sacramento rồi. Cho nên hôm nay thứ bảy là ngày nó ở nhà. Hương tính làm sinh nhật của nó thiệt là rình rang vĩ đại. Cho nên Hương mới lấy cái này là bún riêu, hôm nọ nấu ăn không hết. Cất trong tủ đá. Hôm nay đem ra hâm rồi hai chị em ăn. Mừng sinh nhật nó. Với lại em nuôi của nó ở từ bang Pennsylvania nói là sẽ mua cho nó cái bánh sinh nhật. Chút nữa Hương đi Hương mua về, xong Hương với thằng heo ngồi ăn bún riêu xong lại bánh sinh nhật thôi, không có làm gì rình rang nữa hết. Bố Hương ghét nhất trên đời là bún riêu. Nhưng mà thôi hôm nay cho bố Hương ăn tô nhỏ xí. Xong rồi bố Hương đã ăn cơm cá kho rồi, nhưng chút lấy một tô nhỏ xí thử bố Hương có ăn không. Hương thì lại rất thích bún riêu. Bún riêu xong nhiều lúc Hương lấy rau muống luộc Hương thả vô cái là thành canh bún của người miền Bắc. Canh bún thì bố Hương cũng không thích mấy, bún riêu cũng không thích mấy. Nhưng mà thôi mình nấu món đó mình ăn. Cái này là hôm bữa luộc gà. Luộc gà xong ăn gà không thôi, không có ăn nước, luộc gà, gà với cơm. Cất nó vô tủ đá, bây giờ lấy ra. Cái này là riêu cua, hôm bữa nó muốn riêu ăn không hết, đem cất tủ đá. Bây giờ lấy ra nấu. Thế nào thằng heo cũng nói Alex được sinh nhật mà em không có sinh nhật. Thì cũng nói đó sinh nhật bún riêu, xong còn có cái bánh sinh nhật nữa. Nấu ba tô thôi, Hương tô, heo tô, bố Hương tô. Bố Hương không thích bún riêu, bố Hương ăn cơm cá kho. Để cho con thôi. Chị không làm sinh nhật em rình rang nha. Chị đang nấu bún riêu đây nè, chút nữa em chị ăn bún riêu hôm bữa nấu còn nữa rồi đem cất tủ đá và đem ra ăn. Ăn rình rang xong ăn cái bánh sinh nhật nữa là vĩ đại rồi, còn gì nữa, là sinh nhật vĩ đại rồi phải không? Thank you, quá vĩ đại rồi. Thank you. You welcome. Nước này không phải nước bún riêu đâu. Cha muốn điều thiệt hả? Ừ. Cầm bộ rau gì không? Có rau ở nhà nó bóc xuống mình thấy mỏng thôi mình ăn được rồi. Lấy cái củ nhỏ thôi hả? Ừ. Chị nấu riêu, chị hâm lên xong chị nấu, nấu xong cái em chị ăn, bố chị ăn cơm cá kho rồi. Cầm bắp chuột. Thôi không cần đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suối được không? Được, để trước chị Thái. Chị làm ơn, làm ơn, làm phước, đừng có bao giờ nói là đồ rác nghe chưa? Cái này là recycle rau củ cải để ăn. Ok. Chị đi chợ đi. Không đồng, đi chợ không đồng. Cho thêm cà chua vô nữa là ngon hết sảy luôn. Có đâu, chị nấu chứ bỏ vô chứ không, chị nói nấu uống riêu có sẵn rồi, chị nấu sẵn rồi đâu rồi chị lem ra. Hôm bữa chị nấu chị làm nhiều gạch cua quá cho nên chị cất lại nửa hộp. Nửa hộp xong giờ chị lấy nước súp gà mà hôm bữa mình luộc gà mình không ăn nước gà, mình lấy nước gà mình ăn cơm xong rồi lướt nước gà đem cất tủ đá, giờ lấy ra ha. Đậu hũ thì ăn chiên ngon chứ ăn trong uống riêu đâu có ngon. Nó có hành này sao chị không dùng nó hết đi để đó, để nó từ từ tiếng. Rồi, bây giờ đi luộc chuối. Ok. Ok, bây giờ vui vẻ. Có bị bún trong này để coi được còn ăn được không? Không được thì đem đi luộc. Ui da, bún này còn ăn được á, phải luộc luôn. Nhưng mà ít quá. Đủ rồi. Có chị hai không chị em không? Để chị luộc miếng nước mà chị trụng nó. Để chị nấu con riêu rồi xong xuôi hết, chị với em đi mua cái bánh sinh nhật. Hoàng Anh, em nuôi của em đòi mua cho em cái bánh sinh nhật, cho nên phải đi mua. Trời ơi, nay vui mất em nay vui vẻ quá. Chị uống riêu rồi. Chị vui không? Vui. Bây giờ chị sẽ hâm bún rồi lên. Nay thì chị tự nấu bún riêu cho em ăn rồi đi chơi. Bây giờ đi chơi riêu rồi. Bún riêu này cũng phải là nấu bữa gấp rồi giờ đem ra làm. Tầng này vui rồi. Mấy bạn vui rồi chị, sao bỏ lửa nhỏ lại? Nó bỏ ra cho nó tan mà, còn bỏ một nửa đâu cần nhỏ. Chứ em vui là chị vui là phải không? Đúng rồi. Hôm nay sinh nhật em quá đình đang rồi thấy không? Tất nhiên. Chứ nữa em chị ngồi ăn là quá lớn rồi gì nữa. Mình nấu xong rồi để đây, đi mua cái bánh sinh nhật đã. Hoàng Anh nó sẽ mua cho em cái bánh sinh nhật. Thì đi mua đã, rồi về rồi lấy. Cảm ơn em nuôi nhiều. Em nuôi Hoàng Anh. Quách em nuôi Hoàng Anh. Anh. Quách Hoàng Anh. Cảm ơn em nuôi Quách Hoàng Anh nhiều. Đã tặng bánh bớt đây. Trời ơi, rau ria, chắc cạo rau ria quá. Cảm ơn em nuôi, xong cảm ơn ông xã của em nuôi nữa, hai vợ chồng Quách Hoàng Anh. Cảm ơn hai vợ chồng em nuôi. Cảm ơn Quách lại chồng Quách Hoàng Anh. Sinh nhật nó phải làm rinh rang một chút. Cho nên lấy bún riêu cũ ra nấu ăn. Đáng lẽ Hương mấy cái ngày mà lo việc cho mẹ Hương ăn tầm bậy suốt, ăn bánh mì mà ăn nhiều đi đi mệt xong ăn tùm lum. Hương nói rồi, sinh nhật xong lo việc rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi. Không có ăn tầm bậy nữa, trở lại ăn diet mà hôm nay lại phải ăn rình rang sinh nhật nó. Chút nữa bánh ngon lắm nhìn không được, phải ăn nửa cái bánh luôn. Hôm nay của em thứ tư không? Thứ tư ngày không? Thứ tư, nhưng mà thứ tư em đi rồi đâu có nhà. Cho nên hôm nay em ra làm thịt luôn. Bây giờ hái rau để ăn sinh nhật do Huệ của Hoàng. Nhưng mà không có hái rau. Thằng Hoàng nó không cho nói hái rau gì hết. Nó nói là phải hái rau đi chợ không đồng. Nó không có được nói sai. Sinh nhật nó mà nói ba cái rau đó không được. Để lâu quá nó bị héo rồi nè. Phải bỏ đi bớt. Trời ơi, để về cả hai tuần rồi. Hôm nay là ngày Hương có giờ nè. Hương sẽ đem luộc hết lên để Hương lấy nước ngọt cấp tủ lạnh. Vậy hôm nay chị cảm thấy vui không? Cái này nè, cái nước này nó ngọt lắm. Cái nước rau bắp sú này nó ngọt.
ai nói củ cải trắng ngọt. Cái hương thì thấy rau bắp sú rất ngọt. Mỗi lần nấu canh bắp sú cũng cho một chút xíu bột ngọt vô thôi là ăn nó ngọt mê hồn luôn á. Thôi bây giờ khỏi phải đi chợ mua rau xà lách rồi chi hết, lấy cái này nè, lấy rau này thái mỏng bỏ vô ăn thì cũng xà lách rồi. Có một khán giả yêu cầu Hương làm thịt quay, tại khán giả có làm rồi mà không có giòn thì Hương nghĩ chắc là mai Hương sẽ làm, mai hoặc mốt. Hương cũng thèm, với lại không có nhiều củ cải, Hương chưa có thịt quay để Hương kho nữa, coi như là mai Hương sẽ làm mốt đi. Thôi chắc mai làm để cho thằng heo đem đi luôn, chứ mốt thì thằng heo không có ở nhà. Làm cho nó miếng, kho xong cho nó miếng rồi đem đi chứ Hương đâu có ăn đâu. Bố Hương ăn thịt quay, lâu lâu cũng thèm thịt quay. Rồi. Bỏ anh bớt đây ra luôn hả? Lấy bánh bớt đây ra đi. Làm sinh nhật hoàng tráng nha. Làm sinh nhật của heo hoàng tráng hết sức luôn. Này bớt đây được hoàng tráng. Em ăn nhiều bún hay là chút xíu? Xíu. Bỏ rau vô trụng cho nó thôi nha. Thôi ăn rau bỏ trụng cái ghê lắm, trụng ơi chị ơi. Trụng rau một đi trụng. Rau nó ta ăn nó trụng á trụng. Cứ bỏ lên thì đổ nước vô thì ok. Rau á trụng. Cái kỳ vậy, nó để vậy ha. Em làm sữa cho chị đi, nhấc nó lên, kéo cao lên, bẻ cái đầu lên. Kỳ này là đai ép tan tành rồi. Ăn này ăn kia rồi mấy tuần chạy lo công việc rồi cứ ăn tùm lum rồi mấy ngày ở nhà quàng cũng ăn tùm lum rồi bữa nay tưởng là được ngưng rồi ai ngờ hôm nay sinh nhật thằng heo phải làm rình rang lấy con kiều trong tủ đá ra nấu ăn rình rang rình rang quá sinh nhật nó hai chị em ăn rình rang lấy hũ riêu trong tủ đá ra nấu xong rồi được em nuôi, hai vợ chồng em nuôi ở Tuốt bên tiểu bang Pennsylvania. Gì? Quách Hoàng Anh. Gì Pennsylvania? Pennsylvania. Quách Hoàng Anh ở bên Pennsylvania. Chị em nghỉ ở đâu? Không, ở gì mà ở đây, nhưng mà giờ sẽ dọn đi qua đó này. Hai vợ chồng dẫn hai đứa con đi luôn. Hai vợ
hai vợ chồng suy nghĩ trong vòng 2 tháng là dẫn con đi mất tiêu luôn. Qua đó là giờ rất là happy ở bên đó. Trời ơi, chị làm sao mà cái nước nó đục nghèo người ta? Sao đâu, ăn miếng cái gì đó đục bây giờ. Bây giờ trễ làm gì? Bỏ qua đây hấp lên cái này nổ. Trời ơi. Hấp quen thì cứ cần nóng. Nóng mới được. Em không thích. Phải ăn nóng. Rồi, cho nó nè. Rồi. Thôi. Đúng rồi, em ăn trước thôi. Em ăn nước không nhiều không? Ừ. Thôi cho miếng thịt vô chứ không cho miếng thịt sao được. Cho thịt vô, đừng cho nước nữa. Rồi. Có tay gì rung nè. Chị ăn gà, chị ăn chân gà. Em có ăn gà chua không? Chị cho em gà chua. Thôi đúng rồi, để em bưng nè. Trước thì bỏ gà chua ra. Không, chị bỏ nhiều nhiều nước để chị bỏ rau salad vô. Ok. Cho em miếng đậu hũ nữa nha. Ăn miếng đậu hũ không? Miếng rau bỏ rau vô. Ba rau vô. Ôi trời, hình như chị tắt cái tiếng nói rồi. Xin mời ông bà cô chú bán ăn cơm. No. Xin chào bà cô chú bác anh chị em đã có kênh ủng hộ kênh thân mến. Mời bà cô chú bác ăn bún riêu của chị Hương, làm món bún riêu hoành tráng cho bà. Thì là nhiều rau chứ em cho chị có chút xíu rau mà. Trời ơi, chú được chị Hương làm bớt đây. Bây giờ em lấy nguyên cái nồi em đổ đây cho chị đi. Nãy chị chan ít nước quá. Được, nhật ăn được. Được con gái quất anh hai vợ chồng tặng cho một cái bánh bớt đây sinh nhật. Rồi, quá. Ăn. Chị vui không? Chuyện này ông bà cô chú bác thì em thấy hình đẹp trai không? Đi biển là đẹp trai, đeo mắt kính nhìn giống tài tử Sosile. Còn đi đi đám lễ tang của mẹ Hương mặc đồ lên đồ vest rất đẹp trai. Càng ngày càng đẹp trai. Hôm nay sinh nhật được ăn được mũ riêu. Còn cái mũ này là của chị nuôi, chị Betty cho. Rất đẹp. Mấy cái mũ của Huỳnh mua 30 đồng mà nhìn không đẹp bằng mấy cái mũ này. Mũ này rất mắc tiền. Trên người là cái gì người ta không tặng, cũng được cộng đồng mạng tặng. Áo tặng, mũ tặng. Chỉ có không phải là của mình thôi à. Bún riêu này nấu hôm nọ, hôm nay tôi ra ăn tiếp cũng rất là ngon. Ăn nhiều rau. Chị mua một bó lá tía tô mà chị làm vô rau xà lách này có nửa bó thôi. Còn lại chị để. Tôi thấy ăn nó để làm gì? Để mai mốt chị xào với cho tía. Ừ. Bỏ tía tô vô. Hình như ăn bún riêu không phải tô tía tô đâu. Rau mà trồng ở ngoài nghĩa địa. Ồ, tía tô. Rồi là rau nghĩa địa. Không, đâu tí tô ăn. Ồ, rau kinh giới. Rau kinh giới, rau tí tô nó khác nhau. Ừ. Sao mà rau cái nguyên địa đó phải kinh giới là người lấy nguyên địa? Nguyên người ta trồng ngoài nguyên địa em. Đúng. Chị nghĩ lộn rồi, cái đâu nó hơi mùi giống như không phải. Cái bông nó giống mùi mùi rau kinh giới. Em biết rồi. Đậu hũ với tự mình chiên nó mà nó mềm chị biết không, mà ngoài nó chiên nó dai lắm. Thứ quyết nữa. Thế mà ăn ghê lắm.
Chị làm cái cục riêu cua này ngon không? Ngon. Hết sảy phải không? Hết sảy. Chị làm nó cũng khóc quá. Ăn thật là nhiều rau. Rau bắp xú trộn với rau xà lách với tía tường. Để ra đi chỉ nước, giờ là mình ăn mới đem ra chứ. Đâu sao đâu. Đâu có chảy nước vậy, để trời lạnh mà đây nóng nóng đâu. Ok. Sao chị không thấy áo gì lên kìa. Để trong xề ghê vậy. Ủa mà nghe mặc áo làm gì vậy? Giọng. Ngày 22 là sinh nhật của Huỳnh. 22 là thứ tư. Huỳnh đang ở Sacramento cho nên hôm nay thứ bảy, cho nên Hương làm sinh nhật linh đình cho Huỳnh luôn. Làm một bữa sinh nhật linh đình, hai chị em ăn hai tô bún riêu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, báo cáo bà cô chú bác đi. 46 rồi. Chưa tới. Không, chưa được có vợ nữa, tội nghiệp quá. Không có. Rồi chị đừng nói không có vợ. 4 năm nữa là 50. Ở Việt Nam 50 gọi là ông bác rồi. 60 gọi là ông cụ rồi. Chết rồi, em dắt lên ông bác rồi nữa. Từ tập bên Việt Nam 60 tuổi là bà cụ. Vậy mà về Việt Nam là chị sắp sửa lên bà cụ rồi. Khi mà mình làm riêu để mà nấu bún riêu á, tôm khô mình xay nát để cho đừng biết là tôm khô, cho ít ít thịt thôi cũng xay nát luôn. Xong cái hũ mà hũ đồ nấu bún riêu á, hũ riêu cua đó mình bỏ vào đó trộn lên, xong mình đập vô đó rất nhiều trứng. Ai mà đập 1-2 trái trứng là không ngon rồi, mình đập cũng phải chừng 10 trái trứng, 8 trái trứng. Lúc mình thả vô nó nổi lên bình lên trên mà nó mềm y hệt riêu cua nấu bằng cua vậy, y hệt riêu cua nấu bằng gạch cua vậy. Tại nó cũng có mùi rạch cua, có tôm, nó nhẹ thì là nhẹ, ít ít thịt thôi, nó nhẹ nó ngon. Nấu với thịt cua nữa, cái hộp thịt cua hộp á, bỏ vào xay hết, thả ra ăn mềm ngon lắm. Ở Hà Nội nấu bún riêu ngon hơn Sài Gòn. Tại Hà Nội có trái sấu. Trái sấu cái nước nó chua lạ, chua thanh thanh, ăn rất ngon. Sài Gòn nấu bằng me, không có ngon bằng trái sấu đâu. Me cái màu bị đen rồi. Trái sấu là cái gì? Nó xanh mà nó tròn tròn như trái cốc của mình. Mà nấu lên ăn rất ngon. Chuyện rau không? Con nó đổ nha. Chuyện không? Không. Thì làm cái rau bây giờ là chị bỏ này rồi sao? Thì đừng có làm quá hả? Không có trời mà. Còn mua một miếng đủ đủ về, nhưng mà thái có một nửa chiên bỏ vào đây thôi, còn một nửa mai. Thứ hai thằng heo đi rồi cũng làm, bỏ vào với cà tím, thau tí tô ăn ngon.
bỏ gạch vô ăn ngán quá chị ơi. Hôm bữa chị đem vô ăn đi cho em. Em ăn thấy món gì rồi? Ăn xôi trắng chưa? Chưa. Ngon lắm. Ăn hết răng nào, chị đem đậu bắp nè, đậu cơ ve nè, bắp mới làm có hai bữa chứ được ăn gì vậy? Súp lơ chưa ăn gì hết hả? Thôi con này không có đem gì đi hết phải không? Không rồi, không đủ no, không muốn là không no. Không muốn gạch cho lâu quá chị ơi, chị bỏ vô quá chừng gạch luôn. Chị sao mấy nó không ăn gì vậy chị? Con em có bị gì không? Ngon quá trời rồi. Nó không cho lấy đồ ăn của nó nghe chị, tội nghiệp biết sợ lắm nghe chị. Ừ. Chị lấy đồ ăn của nó là nó cào lại nghe chị. Ừ. Cái tội không? Cái đáng thương không? Vậy mà chị không dám bé nó nữa. Bé mật nó chết. Người ta nói mật nó nằm ngoài da, nó chị sợ. Chị nắm hai tay nó chị kéo nè. Sợ nó cắn gì nữa. Nắm tay tay xong nó cắn được. Nó là con bọ. Người ta nói bé bông không phải con thỏ. Thì là con bọ tiểu ra một cái là hôi rình chịu không nổi. Con bé bông tiểu không có hôi gì hết á. Người ta nói thỏ tai nó dài, tai bé bông ngắn xịt à. Đó là chị dâu của mình nói à, chị Oanh ở bên tiểu bang Maryland mới về, chị Oanh được ngủ với con bé bông 2-3 đêm luôn. Xong rồi chị nói vậy đó, cho nên là nó không phải con, nó là dòng họ con thỏ nhưng mà nó không phải con thỏ chính gốc. Con thỏ đẻ ra là đái tiểu ra một cái là khai rừng là dậy cả làng luôn đó. Con này không có, nó rất là bình thường, nó không có mùi cho nên nuôi trong nhà được. Nó giặt cái như con mèo vậy đó. Ừ. Mở bánh ra. Ừ. Bây giờ lấy video đi quay không? Bé bông chút này chị ăn xong rồi mới cắt bánh. Cái bông nè, cái bông nè, không thấy đó vậy, cái bông, cái bông, cái bông là con bọ, cái bông là con bọ nè, người ta nói cái bông là con bọ, cái bông, nha, lông nó giờ nó nhiều quá chị ơi. Cái bông à. Cái bông. Cái bông giờ biết đi bathroom, trong bathroom rồi nè. Vô bathroom ngồi rồi nè. Cái bông đẹp quá. Cái bông. Cái bông. Cái bông, cái bông, cái bông, cái bông. Ừ, cái bông. Cái bông dễ thương quá. Thấy không? À, chị ở đáp em về, ông muốn ở đáp với bông nè. Thấy không? Hi. Mà
sinh nhật. Bánh này là bánh kem. Là kem tức là kem kem ice cream á, chứ không phải không phải là kem là bánh kem đâu. Cắt ra ở giữa, tầng trên là bánh sinh nhật, bánh bột, bánh ở giữa, nửa dưới là kem. Ra đây mau lên. Hát happy birthday to you nè. Ôi cha, quên viết chữ luôn mọi người. Ủa thằng đó không biết đâu vậy. Lú lẫn quá, đi mua bánh kem mà quên viết chữ, quên mua đèn cầy nhé, mua cái bánh kem với hai chị em bê chạy về. Thôi tại nó không ghi tu heo. Rồi bắt đầu em chị hát nè. Happy birthday to heo, happy birthday to heo, happy birthday to heo, happy birthday to heo. Rồi giờ cắt ra nha. Tối bố chị sẽ ăn á, bố chị thích á. Để thêm diễn không? Không, tối có chị mang, chị Tư cũng có nữa, nhưng mà tối để mọi người ngủ đi. Giờ đang 2 giờ trưa mà bắt dậy ăn. Bố chị ngủ trưa, chị Tư cũng ngủ trưa luôn. Bây giờ cứng quá. Mình cắt cho. Cắt làm sao? Đừng cắt chờ. Để xuống. Chị giao chút xíu rồi. Chị giao này sao cắt? Chứ giờ sao không? Cô Cao đó lượng giao giá cái máy sinh nhật á. Dép không? Ủa, có người bớt đây, chị ơi ngồi đây đi để cho nó xung xuê một chút. Có em với theo thôi. Chàng trai bớt đây không biết nha. Mới có bốn chàng mấy tuổi. Chẳng có lớn gì hết trơn. Ngồi đây chị ơi, chứ không có mình em. Là không hoa không quà gì hết. Chị biết trước là mua hoa cho em rồi. Chẳng có hoa vậy chị ơi. Trời ơi. Rồi bánh kem bẻ rồi. Kỹ vậy. Có đưa chị đắp cho. Chị em mới nói chạy ra đó mua luôn chứ đâu có đặt gì đâu chị. Cái này bánh Mỹ không? Bánh Mỹ, bánh kem. Bánh kem của mình. Tại Baskin Robbins đó chị. Chị chỉ biết người Việt Nam hay mua cái tiệm của Vân Bakery á. Ờ bánh đó là bánh Việt Nam. Bánh sinh nhật thường thôi chị, bánh này là bánh ice cream á. Ừ, cái này phải để lạnh ha. Dạ. Hồi nãy mình đem ra sớm quá nó chảy nước rồi. Happy birthday mình ơi. À, lần thứ mấy anh birthday ở đây rồi nhỉ? Lần này lần thứ mấy? Ba. Ba lần rồi chị. Ba lần rồi. Nên cắt cho chị cắt cũng được, tay chị yếu rồi. Trời ơi, em đốt nến thì chẳng ước gì vậy. Quên đem nôm không lấy nến nào cũng chẳng cho người ta biết chữ. Hai chị em mua cái bánh xong xách chạy về. Không giết đâu, không giết đâu. Cắt nhỏ hả? Ờ. Cái thằng nó không giết đâu. Cắt này hai làm đôi chị nữa, chị Tư nữa. Rồi đó, mình nữa chết là cho chị ít thôi. Chị sợ chị Tư hả? Mặc dù chị ăn mấy lần mới hết nhưng mà chị không dám ăn nhiều. Nó ăn xong cất tôi thẳng. Nó là mặc một đống vậy á. Đâu có. Chút nữa chị gọi chị report cho boss của nó chứ coi sợ nó là chủ tiệm thì thôi hết đường rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, bánh ở dưới đó ràng là bánh trong hết. Để dành cho ai thích ăn. Nó nói hay thích hay mà. Ờ, cắt một miếng cho chị Tư đi. Nó nói là hai thứ mà chị đâu đúng rồi. Sao Huỳnh thích cái gì thì bớt đêm nay. Mày hả? Cũng nhìn kìa nó đẹp trai thật đấy Hương. À chị Tư khen đẹp trai ra rồi. Ra gì nhắn nhụi ra ha. Ừ, nhắn nhiều hồi xưa thấy sần sùi mà giờ mỗi mấy tháng thấy khác hẳn luôn nha. Vui đây chị ơi. Mặt tươi. Lấy cho chị Tư cái mũ nữa nè. Chị Tư cái mũ để của em chưa có. Chị Hương cũng vậy. Đứng cái chị Hương nói. Đây ngồi đây chị. Mê gái. Thằng mê gái dễ sợ không chị. Đây ngồi đây. Nó là cái mê gái. Chấp nhận bây giờ mình nghèo. Ồ, cái này nó lạnh trong thế nhờ. Kem chị. Bây giờ mình nghèo tất cả mình có tội mê gái cũng đâu có tội. Mình nghèo mê gái đâu có tội đâu. Khi nào vui thế thôi. Nó khi nào giàu mà mê gái đâu có tội. Đó thôi chị. Thôi gì Tư. Ngon quá. Người ta giàu mê gái có tội không gì? Mê gái là chú định sẵn không ai đem như thế. Ông nghe lời bà ăn chắc cấm không có phải ăn nữa mà biết ăn là sẽ chết. Thấy chưa? Đúng không? Đúng không? Chứ mà không phải giàu mới được mê gái. Giàu gì cũng phải mê. Đúng rồi. Không mê gái là có. Chị thấy mà làm chưa? Trời, cái trái cây cấm thôi mà cũng biết nhưng mà phải nghe lời bà ăn đó. Nhưng mà mê gái thì mê, đừng có mê hơn Chúa là không được. Mê gì mê, đừng mê hơn Chúa. Trời, hôm nay em biết chị đi nhà thờ chị khổ, chị ra từ sớm lắm luôn. Chị đi nửa tiếng không có chỗ đậu xe. Hôm nay ngày gì mà lại về đông vậy? Hôm nay cha Hồng về giảng nhớ không? Chị đi cắt miếng cho bố chị ra hả? Chú tôi cắt. Không cắt có chị chừng nào bố chị ăn thì bố chị ra. Để bố biết không?
các cái sứ đạo không có tủ lạnh đi, chừng nào mà bố chị ăn thì chị mới cắt. Các cái sứ đạo cắt đôi tay rồi cắt quá. Không, giờ chưa bố chị chưa ăn đâu. Yếu đó là để nó thành đá. Cắt cà rốt, cắt cà rốt. Giúp chị cắt được rồi. Tay của chị yếu mà. Cắt xong bọc lên lông từng miếng miếng ấy, em ăn ấy chứ rồi nếu mà. Tốt thì em lại cắt cho bố được nữa. Ồ cái này ngon thế à? Mắc không bao nhiêu? Ơ chị gấp cho em để nguyên một cái nó đổ tùm lum á. Bỏ tủ lạnh nó được, bỏ lên đá, bỏ lên đá. Phải cắt tủ lạnh đá chứ mày kem mà. Nhưng mà em không bọc lại, em để nguyên khối rồi đó. Tối em còn cắt cho bố em nữa. Ờ. Để hộp cái gì? Hộp đâu? Thôi không cần hộp đâu, tối cắt cắt rồi. Ngon. Hay ăn bánh 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 đây thì kiểu Việt Nam á. Còn này ai thích? Này là min. Nhiều người đâu có biết bánh đây của mình đâu. Đến thứ tư mới có thể đi làm rồi. Thứ tư là ngày 22 là bữa đây của mình hả chị? Thứ tư mới là chính thức rồi, ngày là ngày đấy cho ăn chay. Ui, chắc rồi, may nha em rồi. Chứ hôm đó thứ tư là ăn chay rồi. Thứ tư là lấy cho ăn chay chúng thật ăn chứng được mà. Kiếm thịt mà, với lại kia đồ ngon, mày ăn đâu được ăn, phải nhịn. Mày đâu được ăn đồ ngon đâu. Sáng hay trưa là vào ngay. Hôm mấy là lấy cho rồi á. Lấy cho ăn rồi. Lấy cho rồi đúng 22 đấy. Bây giờ ăn chay mình không được ăn thiệt, nhưng mình cũng đâu được ăn đồ ngon. Anh đâu thứ 6, thứ 4 đâu. Đúng rồi. Rồi. Giờ nó vào ngày khác. Mình ăn đồ dở thì thôi, bữa nay ăn luôn đi. Dạ đúng rồi. Cái tiệm này nó bán một nửa trên này là kem. Kem lạnh, kem đá. Nửa dưới mới là mình làm bánh sinh nhật. Dưới này là bánh đúng không? Đúng rồi, đang đúng rồi. Nó có vừa là xong rồi cái min nè. Ừ. Cái bánh như vậy là nhiêu tiền? Tổng cộng là 52 đồng. Wow, em xin nhớ rồi. Em nói mình mua bánh sinh nhật kem. Người Việt Nam toàn ăn bánh kiểu Việt Nam á, bánh bông lan rồi. Đúng rồi, bánh bông lan cũng ngon chứ chị. Lâu rồi em không ăn đó, em thấy tiếc á, bữa nào mình. Nhưng người Việt Nam mình á, họ không có làm. Ngọt quá. Hương thì là đen mà. Đen nhưng mà da vẫn nhẵn. Cứ đi đâu đâu mà đen. Hồi đám ma bác á. Mấy ngày mày thì 2 tuần lễ cứ đi lang thang ngoài đường. Phơi nắng ngồi trên xe đi rồi lại ngồi đi rồi lại ngồi. Trời ngồi sau xe mà bị phơi nắng. Ngồi xe mà xuống nắng, đi, đâu, nắng mà. Chiếu vô đầy mà. Mùa hè thì vẫn thấy đen hơn mùa đông. Ừ. Chắc cũng chùm hết mặt mũi luôn đi. Chùm hết rồi mình áo phải đứt bằng. Hôm nào mẹ em mất nữa nay. Lỡ nào ngày gần nhất đi mình làm cho nó coi như là nó còn nóng hổi thôi lo việc luôn đi. Cái có một tuần xin một tuần nó không có. Nó bảo là phải một tháng, sớm nhất là một tháng sau. Mà chị biết không, một tháng sau mà lo việc không kịp. Ngày nào cũng thức khuya đến đêm đến hôm ba ngày thì đi lang thang. Vậy mà xin một tuần chắc chết quá. Tại vì mấy cô lo hoành tráng quá. Nhưng mà bạn mình nó chết ngày 13 tháng 11 đúng một tuần xong là thiêu là trôi nữa thiêu nhưng mà cậu không có chuẩn bị gì hết tại vì cô chết bất tử một ngủ quá no một ngủ cái này. Gì mới ăn có xíu vậy hả mới sinh nhật xong nên ngủ rồi buồn ngủ thôi chồng bà cô chú bác happy birthday em nha. Chúc em năm mới được tốt lành hạnh phúc chính kỳ học bà cô chú bác anh chị em ăn làm birthday luôn sẵn như vời thôi chúc bà cô chú bác anh chị em một ngày khỏe mạnh.